Đây là bộ mâu các bạn nhé. Chúng ta sử dụng thức tỉnh hệ này và con dấu đấy, con dấu ô đi điền nhé. Nhiều bạn mua phải ô đi mễ, ô đi mễ nó cũng sẽ giúp các bạn là viết nhanh hơn, nhưng mà nó chúng khi mà các bạn tập quen rồi thì các bạn, đặc biệt là các bạn tập về thức tỉnh hệ thì các bạn không cần phải mua ô đi mễ, các bạn chỉ cần mua ô đi điền, nó có cái dấu ngang và dấu cộng như này được rồi. Đấy, những cái nét này là viết được rồi nhé. Nào, đầu tiên chúng ta sẽ viết cái bộ này, này nằm phía tay trái và liên quan tới lại là cây giáo vũ khí, bao gồm một nét ngang móc chấm đấy, sau đó một nét ngang ngang móc tiếp nha, đây như thế này, móc nhẹ xuống, sau đó viết cho mình một nét cong móc này, cong vừa phải thôi, và cuối cùng là một nét phẩy như thế này đấy. Đây gọi là bộ mâu. À, các bạn nhìn là nó khớp và nó khít nhai rồi đấy, khá là ổn. Đấy, các bạn viết cho mình nó khoảng tương đối như là được rồi nhá. Cái bộ mâu này tiếp theo thì các bạn viết cho mình nó nằm ở phía bên tay trái, thì là chúng ta sẽ viết một số những cái chữ Hán nằm tay trái, các bạn được viết thu nhỏ lại, nhưng mà móc tức là viết thu, nó bẻ móc ngắn lại nhá, ví dụ như thế này, đây ngắn lại như này thôi, thậm chí đây kéo xuống dưới ra thành một nét sổ móc cũng được, vì nó còn phải thu hẹp lại mà. Đấy, tiếp theo các bạn viết cho mình ví dụ như là cái chữ này là chữ dự này, trong thuộc dự định này, duy duy tịnh, có bộ hiệt phía bên tay phải, đúng chưa? Hoặc là có số một số những cái chữ Hán, ví dụ như các bạn có thể viết cho mình, tức là nó nằm tay trái thì các bạn chỉ cần viết thêm một cái bộ phía tay phải vào thôi, nhưng mà nhớ là ngang móc được viết ngắn lại nha, phải cũng được viết ngắn lại, những cái bộ thủ được viết bé tí này, viết nhỏ lại một chút, và cuối cùng là chúng ta viết những cái bộ thủ phía bên tay phải như thế này. Đấy, ghép vào là được. Thì các bạn cần chú ý cho mình là những cái phần gập và phần móc này, như mình đã dạy thì các bạn là nhớ là cái nét cong móc thì điểm móc bao giờ cũng sẽ nằm ở đúng đường cả dọc nhé, các bạn đừng có quên đấy. Thì sau đó là các bạn sẽ ghép chữ vào cho mình thôi.